thì con cá hồi đi đâu sau khi chúng đẻ trứng. Năng lượng của mặt trời, sự vận động của các dòng biển và luồng không khí tạo ra sự thay đổi lớn trong suốt cả năm. Ở một vài nơi đặc biệt, những biến đổi theo mùa này tạo ra những cảnh tượng vĩ đại nhất trong thế giới tự nhiên trên trái đất. Tại bờ biển phía tây của Bắc Mỹ, mỗi năm, vào mùa xuân một trong những kẻ di cư vĩ đại nhất trái đất đang trở về nhà. Hơn nửa tỷ con cá hồi từ biển Thái Bình Dương bắt đầu cuộc hành trình 3.000 dặm để trở về đẻ trứng trong dòng sông nơi chúng được sinh ra. Đi sâu vào đất liền, chúng không chỉ cung cấp thức ăn cho hàng triệu loài động vật, mà còn mang lại sự sống cho một số vùng đất chủ phú nhất trên trái đất. Chính vì cá hồi trở lại nơi chúng đã sinh ra nên chúng mới được gọi là cá hồi. Sau 4 năm sống tại biển, nửa tỷ con cá hồi Thái Bình Dương sẽ trên đường về nhà, trở lại nguồn nước ngọt để đẻ trứng trong các con sông nơi chúng được sinh ra. Làm sao đàn cá hồi có thể tìm được đường về nhà qua biển khơi vẫn còn là một điều bí ẩn. Chỉ gần đây, khoa học mới phát hiện ra rằng bộ não của cá hồi có chứa những phần tử sắt nhỏ giống như một chiếc la bàn giúp chúng hướng theo được các đường từ trường của trái đất, chỉ cho chúng thấy chính xác phải đi tới đâu. Quãng đường xa nhất mà cá hồi phải bơi ngược dòng là 2.000 dặm, nhưng hành trình đó cũng phải chịu một phí tổn nặng nề. Cứ 1.000 trứng nở ra, chỉ có 4 con tìm được đường trở về. Và ngay cả với những con đã tìm được đường về, vẫn còn nhiều nguy hiểm phía trước. Tại sao cá hồi Thái Bình Dương phải chết sau khi sinh sản vẫn còn là điều chưa rõ? Cá hồi Đại Tây Dương lại không vậy. Chúng quay trở lại hàng năm để đẻ trứng, nhưng những cái xác đang giữa ra của cá hồi Thái Bình Dương cung cấp dưỡng chất cho các con sông, làm nguồn thức ăn dồi dào cho những quả trứng đang lớn lên của chúng. Cá hồi còn là trung tâm của một mạng lưới sự sống rộng lớn. Có hơn 200 loài chỉ riêng trong vùng rừng già, cây cối và côn trùng, chim và động vật có vú đều phụ thuộc vào cá hồi. Có thể nói rằng loài cá hồi Thái Bình Dương, giữa thời điểm chúng sống trong biển và trong đất liền, đã nuôi sống nhiều loài hơn bất kỳ loài động vật nào trên trái đất. Và từ tài sản để lại của cá hồi, còn thêm một kẻ hưởng lợi nữa. Loài cá này là mối liên kết duy nhất giữa đại dương và rừng già. Được sinh ra trong môi trường nước ngọt, chúng ngọt. chúng sống cả đời ngoài biển khơi, và ở đó chúng gom góp dưỡng chất trong cơ thể chúng. Bây giờ, được gấu và chó sói tha đi giải rác, phần còn lại cuối cùng của chúng được nằm lại trong khu rừng. Nitơ, carbon, và phốt pho mà chúng gom góp được trong đại dương giờ đây được giải thoát từ cơ thể đang thối giữa của chúng. Cung cấp dưỡng chất để cho cây cối quanh vùng, gồm vân sam, tuyết tùng đỏ, và độc cần phương Tây, đạt tới độ cao phi thường, giờ đây ta biết được 80% lượng nitơ trong những cánh rừng ven biển này nơi có cá hồi đẻ trứng có nguồn gốc từ đại dương, được chứa đựng trong cơ thể của đàn cá hồi hương. Cây cối có thể mọc cách đại đương hàng trăm dặm nhưng vẫn được nuôi nấng bởi nguồn dinh dưỡng giàu có của chúng. Những con sông vùng rừng già, giống như những mạch máu, chuyên chở dòng máu sự sống của cá hồi Thái Bình Dương đi khắp mọi nơi, và không loài vật nào phụ thuộc vào chúng nhiều như loài gấu xám. Nhờ có hành trình vĩ đại của vô số cá hồi, mà số gấu con mới có thể trải qua được năm đầu khó khăn nhất của chúng. Gấu có sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ đông miễn là cá hồi Thái Bình Dương có thể tiếp tục hành trình trường kỳ của chúng. Một trong những sự kiện vĩ đại nhiên, cảm ơn các bạn đã xem hết video, nếu thấy hay hãy cho pet một like, chia sẻ video này đến cho bạn bè và người thân cùng xem nhé. Bye bye.